Hello everybody, welcome back to my presentation. Your friendly teacher of English has returned with Tiếng Anh 11 Friends Global. Thầy xin được phép gửi lời chào đến toàn thể quý phụ huynh, quý giáo viên cùng các em học sinh đang theo dõi cái chương trình bài giảng này. Thầy là Nguyễn Minh Trí, một giáo viên tiếng Anh đang công tác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin phép chúng ta tiếp tục với cái series với cái chương trình Tiếng Anh 11 Friends Global với cái đơn vị bài học tiếp theo các em nhé. Let's continue with Unit 1, Generations, and Lesson number 2, Grammar. Chúng ta tiếp nối cái đơn vị bài học số 1, Generations, nghĩa là thế hệ, và cái bài học số 2, sau cái đơn vị bài học Vocabulary, từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 1B, Grammar, các em nhé. Now please open your book page 14, Unit 1, Generation. Chúng ta mở sách ra trang số 14, các em nhé. We see the name of the lesson is here, Past Tense Contrast. Chúng ta sẽ nói đến những cái điều tương phản ở trong quá khứ, contrast, những cái điều tương phản. The objective is very clear here. I can talk about the past using a variety of past tenses. Cái mục tiêu sau khi học cái bài học này rất là đơn giản, rất là rõ ràng, đã được thể hiện ở đây cho các em chúng ta. Tôi có thể nói về quá khứ và sử dụng rất là nhiều đa dạng, những cái cách thì quá khứ đơn rất là đa dạng. Okay, let's begin. Before we go to the main content of the lesson, I have a warm-up activity for all of you. Trước khi chúng ta bước vào những nội dung chính của bài học, thầy sẽ có một cái hoạt động để chúng ta khởi động dành cho tất cả các em nhé. Question number 1, look at your screen. Which kid is 5 years old? Bạn nhỏ nào trong cái hình này được 5 tuổi các em nhé? There are 4 children in the pictures and 4 photos of them looking at their appearance, looking at their size, their action, their outfit, and decide which kid is 5 years old. That's your mission. Chúng ta nhìn vào hình, nhìn vào cái bề ngoài, chúng ta nhìn vào cái trang phục, nhìn vào kích cỡ, nhìn vào hành động của các bạn ở trong hình. Chúng ta đoán xem bạn nào hợp với cái gần với cái lứa tuổi là 5 tuổi nhất nhé. Bạn nào giống với lại một bạn 5 tuổi nhất. Picture A, there's a boy with t-shirt and ties. He has a brilliant smile. Một cậu bé đang cười rất tươi. Yes, he looks young, right? In photo B, there is a girl with twin tails hair. Một cậu bé để tóc hai bím. She's holding a fruit, maybe an apple, a ball, something like that. Look at her outfit. How old is she? Can you guess? Picture C, there's a boy, maybe in his school years. He's wearing jackets and maybe school bag. Bạn nam ở trong hình C, bạn có thể là đang, bạn chắc là đang tuổi đi học nè. Bạn đang khoác áo khoác nè, mang theo ba lô nè. And in picture D, it's a boy. Look at the number on his cone. Chúng ta nhìn vào cái số ở trên cái mũ của bạn xem. Number one, maybe too young, right? He's celebrating his first birthday. Bạn có lẽ là đang ăn sinh nhật một tuổi của mình. Okay. So, do you have your answer? Let's see the answer. Congratulations for people who say A is the correct answer. Chúc mừng những bạn đã chọn A. A chính là đáp án. Bạn nhỏ trong hình là bạn nhỏ 5 tuổi. Còn những bạn kia hoặc là nhỏ hơn hoặc là lớn hơn. Chúng ta thấy có hai cái bạn hình B và hình D, hai bạn đó là nhỏ hơn. Và cái bạn hình C, bạn đó chắc chắn là lớn hơn 5 tuổi, có lẽ là tầm 10 tuổi rồi. He looks older. Okay, let's go to the next question. It's time for question 2. Which man is not over 30 years old? We have 4 photos of 4 men here. And which of them is not over 30 years old? Can you recognize their faces? Yes, they're very popular in showbiz. Bạn có nhận ra gương mặt của 4 người trong hình không? Họ rất là nổi tiếng ở trong showbiz ha. Picture A, we have Weben the actor. And picture B, that's Kiều Minh Tuấn, of course, Mr. Kiều Minh Tuấn. Picture C, Mr. Trường Giang. Yes, he's very famous. He's an actor.
Hazen comedian, anh ta vừa là diễn viên, vừa là diễn viên hài, diễn viên đóng điện ảnh và diễn viên hài. And picture D, it is, that's Mono the singer, very good. Đây chính là ca sĩ Mono. So, once again, by looking at their faces, their appearance, their outfits, this time the outfits, all of them look rather formal, hả? Lần này thì trang phục của họ trông tương đối là trang trọng, lịch sự, ha? So, by looking at their face, can you guess which of them is not over 30 years old? Ai trong số 4 người này chúng ta chưa vượt qua 30 ha các bạn ha? Ai trong số 4 người này? Người nào trong số 4 người này chưa quá 30 tuổi? Okay, let's see the answer. Excellent, that's Mono the singer. Đây chính là ca sĩ Mono. Mono is only in his 20s. Remember that everybody. Mono chỉ mới đôi mươi thôi nha. Excellent. Good answer everybody. And let's move to the next question. This is also the exercise one in your student book. Chúng ta đến câu hỏi tiếp theo. Và câu hỏi này cũng chính là câu hỏi trong cái bài tập số 1 của chúng ta ở trong sách giáo khoa. Exercise 1, look at the woman. Can you guess how old he she is? She's so famous. Do you know her and why? Câu hỏi số 1 ở trong sách giáo khoa của chúng ta, trang số 14. Hãy nhìn vào người phụ nữ này, look at the woman. Can you guess, bạn có đoán được là cô bà bao nhiêu tuổi không? Bà rất là nổi tiếng và bạn có biết bà không? Vì sao mà bạn biết? Some of you may have the answer, some of you may not. Don't worry, we're gonna find it out in the next lesson, in the next exercise. Don't worry. And now you are going to find out the answer for question number one. It is in the text. Question number two. Read the text and check your ideas. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra được đáp án cho câu hỏi số 1 nằm ở trong cái bài đọc ở ngay dưới này. Read the text, chúng ta sẽ đọc cái bài đọc và chúng ta sẽ kiểm tra xem những cái ý của chúng ta có đúng hay không nhé. Okay, I'm giving you 2 minutes for the text. Let's begin. Rồi, chúng ta có 2 phút để cho bài đọc này. Đọc đi nha. Oh, and there's some questions for you to answer. Number one, what is her name? Yeah, her name is Chan Kamon. You pronounce it Chan Kamon. Chúng ta đọc là Chan Kamon. Yeah, she's French. Đây là tên của người Pháp các em nhé. She's French. She is Chan Kamon. And how long did she live? Yeah, she lived for 122 years. Bà sống 122 tuổi. 122 years old. She had a long lifespan, right? And do you know why she was famous? She was famous because she had the longest lifespan in the world. Bà rất nổi tiếng bởi vì bà là người có cuộc đời dài nhất. Bà sống một cuộc đời dài nhất trên thế giới này. Bà là người thọ nhất, sống thọ nhất nha các em nhé. Okay. That is the answer for question number one. Her name is Jeanne Calment. She lived for 122 years, and she was 122 years old, and she was famous because she had the longest lifespan in the world. Đó chính là câu trả lời của chúng ta cho cái câu hỏi trong bài số 1 các em nhé. Let's keep going. Exercise number three, complete the learn this box with the tenses below, then underline an example of each of the rules A to D in the text in exercise two. Chúng ta sẽ hoàn thành cái khung learn this này, cái khung học này với những cái thì ở dưới đây. Chúng ta có 3 thì, there are three tenses for you. Three tenses for you to choose. Number one, past continuous. Number two, past perfect. And the last one, past simple. Chúng ta có 3 cái thì. Thì quá khứ tiếp diễn thì quá khứ hoàn thành và cuối cùng quá khứ đơn. Chúng ta sẽ dùng ba từ này để chúng ta điền vào năm cái chỗ trống ở đây.
Đầu tiên chúng ta sẽ làm việc đó trước, rồi tiếp theo chúng ta sẽ gạch dưới cái ví dụ của những cái luật này sau các em nhé. Number one, A, we use the blah 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 for a sequence of events that happen one after another. Chúng ta sử dụng thì gì đây để nói đến một cái chuỗi các sự kiện mà xảy ra liên tiếp nhau. Cái này nối tiếp cái kia, one after another. There's already an example for you. In 1989, vào năm 1989, my parents met, fell in love and got married. Cha mẹ chúng tôi gặp nhau nè, họ yêu nhau và họ cưới nhau. They are the sequence of events that happen one after another. Hết sự kiện này đến sự kiện khác. Chúng ta lưu ý nhé. Hết sự kiện này đến sự kiện khác, nối tiếp nhau. Sentence B, we use the blah 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 to describe a scene in the past. Chúng ta sử dụng thì gì đây để miêu tả một cái scene, một cái cảnh ở trong quá khứ. The events were in progress at the same time. Những sự kiện đang in progress là đang tiến hành cùng lúc. That's already an example for you. It was raining and people were rushing home from work. Trời, it was raining. Trời đang mưa và người ta đang chạy về nhà. That is the scene, đó chính là bối cảnh. Đang chạy về nhà, từ chỗ làm đang chạy về nhà. Sentence C, we use the blah 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 for single events that interrupted a longer event in the past. Chúng ta sử dụng thì gì đây để nói đến một sự kiện mà ngăn cản, interrupt, làm gián đoạn một sự kiện dài hơn trong quá khứ. Và chúng ta lại sử dụng blah blah blah, we use the blah 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 for the longer event. Chúng ta sử dụng thì gì đó cho cái sự kiện dài hơn. Tức là sự kiện ngắn hơn mình dùng thì gì, sự kiện dài hơn đang diễn ra mình dùng thì gì. An example, by reading the example, I think you can already find it out. My parents got engaged while they were living in Wales. Yeah, you can work it out right away, right? Cha mẹ chúng tôi cưới nhau, got engaged, họ đính hôn khi họ đang sống ở Wales. Cái sự kiện dài hơn là đang sống ở Wales. Rõ ràng chúng ta sống ở một nơi nào đó là sự kiện diễn ra mang tính liên tục dài. Và cái việc họ đính hôn sẽ là cái sự single event, là sự kiện ngắn, ngắn hơn trong cái mà có mang tính là làm gián đoạn cái việc cái sự kiện dài hơn. Ok. Sự kiện nào ngắn chúng ta dùng thì gì, sự kiện dài chúng ta dùng thì gì, có lẽ nhìn vào ví dụ các em sẽ biết ngay. And lastly, we use the blah 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 for an event that happened before another event in the past. Chúng ta sẽ dùng thì gì đây để nói đến một sự kiện mà xảy ra trước nha các em nhé, xảy ra trước một sự kiện còn lại trong quá khứ. He has started a business before he left school. Anh ta đã bắt đầu một cái anh ta đã bắt đầu kinh doanh trước khi anh ta rời trường. He left school. He has started a business. Vậy ở đây chúng ta có hai sự việc là bắt đầu kinh doanh và rời trường. Vậy chúng ta thấy hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau. Hành động xảy ra trước chúng ta sẽ dùng thì gì? Chúng ta điền vào cái số 5 này. Ok. I'm giving you 2 minutes for this. By reading the example, I think you can work it out. Thầy cho chúng ta 2 phút đọc ví dụ, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra ngay được cái thì. I want you to focus on the verbs. Chúng ta hãy nhìn vào những cái động từ, chúng ta có thể sẽ biết được cái đáp án ngay. For example, met, fell and got. And the verb phrases here were rushing, was raining, got and were leaving. And the phrases here had started, left. Okay, now let's go to the answer. Number one, we use the past simple. Chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn các em nhé. Quá khứ đơn nói về một chuỗi sự kiện mà diễn ra hết cái này đến cái khác ở trong quá khứ. Ví dụ đây, vào năm 1989, in 1989, my parents met, họ gặp nhau nè, rồi chuyển qua họ yêu nhau, rồi tiếp đến họ cưới nhau. Chúng ta thấy không? Những sự việc xảy ra hết việc này đến việc khác, one after another. Và chúng ta sẽ sử dụng quá khứ đơn cho cả ba cái việc này. Chúng ta sử dụng cho cả ba cái động từ này. B, we use the blah blah blah. Chúng ta sử dụng thì gì đây nào? Let's go. Past continuous. Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả một cái bối cảnh ở trong quá khứ. Chúng ta nhìn bối cảnh nè. Và việc này đang diễn ra vào cùng lúc luôn. It was raining. Đó ra nó bối cảnh trời đang mưa.
And people were rushing home. Người ta đang lao về nhà, đang chạy về nhà từ chỗ làm. Đó, bối cảnh trời đang mưa, người ta đang chạy. Yeah. Hai việc này diễn ra song song, in progress at the same time. Rồi, vậy nếu như hai cái việc diễn ra song song mà nó có hành động khác nhau thì sao? Đó chính là đáp án của câu C chúng ta ha. Let's go with sentence C. We use the past simple and past continuous. Đối với thì quá khứ đơn, chúng ta dùng quá khứ đơn for a single event, cho một sự kiện đơn lẻ mà nó như thế nào? Interrupted a longer event in the past. And we use the past continuous for the longer event. Ở đây chúng ta có từ nào, cái hành động này họ đang sống ở Wales đây ha, họ đang sống, cái bối cảnh diễn ra họ đang sống cái việc này dài hơn, chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Rồi, còn đối với cái hành động xảy ra mang tính là đột ngột, mang tính là có làm gián đoạn cái hành động dài hơn, chúng ta sử dụng quá khứ đơn. Đó, thấy chưa? Tức là họ đang sống ở Wales thì họ định hồn. Đây nha, chúng ta lưu ý nha, hành động đang diễn ra thì hành động khác ngăn cản. Hành động đang diễn ra trong quá khứ dùng quá khứ tiếp diễn. Hành động mang tính ngăn cản chúng ta dùng quá khứ đơn nhé. And D, we use the, chúng ta sẽ sử dụng thì gì đây? Past perfect. Chúng ta dùng quá khứ hoàn thành nói tới một sự việc xảy ra trước một sự kiện trong quá khứ. Ví dụ câu ở dưới này, he has started a business before he left school. Anh ta đã bắt đầu kinh doanh trước khi anh ta rời trường. Vậy cái việc anh ta rời trường chúng ta thấy không? Dùng quá khứ đơn ở đây là left. Ha. Việc anh ta rời trường là quá khứ đơn. Vậy cái việc anh ta bắt đầu kinh doanh còn trước khi anh ta rời trường, tức là trước cả quá khứ đơn nữa. Chúng ta thấy không? Một cái việc mà xảy ra trước thì quá khứ đơn, chúng ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành cho nó các em nhé. So, that is the contents of the Learn This Box. Chúng ta, đây chính là nội dung. And these are the answers for the Learn This Box. I want you to take note in your student book. Chúng ta ghi chú vào, ghi chép lại đáp án này vào trong sách học sinh của mình. And continue for the next mission, finding the example of the rules. Chúng ta tiếp tục nhìn vào cái bài text, bài đọc mà vừa rồi chúng ta vừa đọc ha. Chúng ta sẽ tìm những cái ví dụ cho những cái luật từ A tới D này ở cái bài đọc ở trong bài số 2. Ok. Let's move to the text. Rồi, chúng ta chuyển qua bài đọc nào. And now it's time for the next mission. Chúng ta đến với nhiệm vụ tiếp theo. Underline an example of each of the rules. Chúng ta sẽ ở cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ tìm những cái ví dụ các em nhé. Và sau đó chúng ta sẽ gạch dưới underline an example. Each of the rules, từng cái luật khác nhau. Each of the rules. Rồi. And I indicate with the lines here with a different color. Thầy đã thể hiện những cái luật ở đây với những cái màu sắc khác nhau. Chúng ta có please look at your student book again. Chúng ta nhìn vào sách học sinh của chúng ta. Cái luật đầu tiên, những cái việc xảy ra liên tục với nhau bằng thì quá khứ đơn. Vậy chúng ta sẽ có đáp án của chúng ta là câu nào đây? Let's see. Yes, rule number 8, she married Fernand Kallmann and then gave birth to a daughter. Chúng ta thấy không? Bà gặp mà bà đã cưới ông Fernand Kallmann và sau đó and then gave birth. Hai cái việc diễn ra tuần tự, việc này xong đến việc khác, chúng ta sử dụng quá khứ đơn cho cả hai động từ này. Married and gave, chúng ta có ví dụ A. And let's see with the rule B, với cái luật B ở đây chúng ta có hai cái việc đang diễn ra. Ở đây việc này đang diễn ra trong bối cảnh đó là năm 1988. 1888. While she was serving in the shop in 1888, khi bà đang phục vụ trong cái cửa hàng này. And rule C, while she was serving, she met Vincent Van Gogh. Chúng ta có câu nối tiếp theo luôn. Hai câu này sẽ dùng cho cả rule B và C. Việc đang diễn ra, hành động khác cắt ngang. Đó là trong khi bà đang phục vụ trong cửa hàng này, bà đã gặp, she met Vincent Van Gogh. Đúng rồi. And rule D, that is the past perfect. Cái luật D, luật cuối cùng, chính là cái luật liên quan đến thì quá khứ hoàn thành. Tức là việc này sẽ xảy ra trước quá khứ đơn. Who had come to buy pencil. Đó. Tức là sao? Ông Van Gogh này, ông đã đến cái cửa hàng đó để mua bút chì. Who had come, tức là ông đến trước rồi sau đó ông mới gặp bà Jean Carmon. Chúng ta thấy who had come. Ok.
So once again, I will underline the verbs for you to easy, it is to make it easier for you to follow. Ở cái luật A, chúng ta có hai động từ married ha, thầy sẽ gạch dưới ha, sẽ highlight những cái động từ quá khứ đơn này lên cho các em dễ theo dõi nè. Luật A, chúng ta có hai hành động, thấy không? Hai động từ. Đây là hai việc diễn ra tuần tự. Đầu tiên là bà cưới ông Fernand Carmon và sau đó bà hạ sinh một cô con gái. So, married and gave. Both of them are past simple. Hai từ này quá khứ đơn. Ruby and C, what she was serving. Ở đây chúng ta có việc đang diễn ra. This is the context. This is the scene in progress. Đó. Bà đang phục vụ cửa hàng cho năm 1888. And she met. Việc bất ngờ xảy ra. Đã gián đoạn vì đó she met Vincent Van Gogh. À, bà đã gặp ông Vincent Van Gogh. Và ông Van Gogh này đến để mua bút chì từ trước đó. Tức là sao? Trước đó ông Vincent có đến rồi. À, ông đã đến cửa hàng này rồi. Sau đó ông mới gặp bà Jan Common. Chúng ta có had come. Past perfect. Ok. That is the end of exercise 3. Is everything clear? Chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập số 3. Và có mọi thứ đều đã rõ ràng hết chị em ha. Is there any questions? Are there any questions? Còn câu hỏi nào không? Okay, if there's no question, let's continue to exercise 4. Question number 4. Complete the sentence in 3 different ways using the 3 stands in the Learn This box. Chúng ta sẽ hoàn thành những cái câu ở dưới đây theo 3 cách khác nhau. À, các bạn nhớ nha, một câu nhưng làm 3 cách. 3 different ways using the 3 tenses in the Learn This box. Use the verb learn. How does the meaning change? Chỉ dùng động từ learn. Chúng ta nhớ nha. How many verbs are there? Only one verb learn. Chúng ta sẽ chỉ có một động từ learn thôi. Và ý nghĩa của câu này sẽ thay đổi như thế nào đây? Let's see. When Tom left school, he blah 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 to drive. Number one, when Tom left school, he learned to drive. Khi Tom rời khỏi trường, anh ta học lái xe. Vậy ý nghĩa của câu này là như thế nào các bạn? Câu đầu tiên chúng ta viết theo cách thức theo cái luật A. Vậy chúng ta đầu tiên là Tom rời khỏi trường, sau đó việc tuần tự diễn ra tiếp theo là anh ta học lái xe, then learn to drive. À, cách thức đầu tiên. Rồi, cách tiếp theo, hồi nãy chúng ta có thì quá khứ đơn rồi à. Đầu tiên ở đây chúng ta he learned to drive. Thì đầu tiên mình được học là thì quá khứ đơn. Đây, he learned to drive. Rồi, vậy cái cách thức tiếp theo chúng ta sẽ liên quan đến thì quá khứ tiếp diễn nha. Vậy để xem. Triển khai như thế nào đây? When Tom left school, he was learning to drive. Ở đây chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn was learning. À, lúc đó đang học lại. Tức là sao? Tom đang học lái xe, việc đang diễn ra thì hành động cắt ngang đó là anh ta rời trường. Đó, ha. Đó, Tom rời khỏi trường trong cái giai đoạn anh ta đang học lại. Và vậy thì cuối cùng sẽ là thì gì? Đó chính là past perfect, quá khứ hoàn thành các em ha. Rồi, vậy quá khứ hoàn thành mình triển khai như thế nào với câu này đây? Ở đây chúng ta có một chỗ rồi, hai chỗ rồi. Cuối cùng thì quá khứ hoàn thành đó chính là when Tom left school, he had learned to drive. Đó chính là đáp án của chúng ta ở đây. À, tức là sao? Had learned là một việc xảy ra trước à, cái việc quá khứ đơn. Vì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành. Tức là khi Tom rời khỏi trường, anh ta đã biết cách lái xe rồi. Chính xác. À, đây là cái việc anh ta đã biết rồi. À, anh ta học lái xe xong rồi. À, anh ta mới ra khỏi trường. Chúng ta nhấn mạnh cái thứ tự trước. À, xảy ra trước của cái thì past perfect so với past simple. Đó. That is the answer for exercise number 4. There are 3 ways to express the verb learn in 3 different tenses. Chúng ta có 3 cách diễn tả cái động từ learn này theo 3 cái thì khác nhau chúng ta vừa được học ở trong cái mục Learn This. Đầu tiên, đó là he learned to drive. Anh ta học lái xe. Chúng ta dùng quá khứ đơn bình thường vì đây là việc nối tiếp, rời trường xong mới học lái xe. Tiếp theo chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn was learning, tức là đang học, đang trong quá trình học lái xe thì rời trường. À, đang trong quá trình học lái xe thì Tom rời trường, Tom tốt nghiệp. À. Và cuối cùng tức là xảy ra trước, tức là sao? Anh ấy đã học lái rồi, sau đó anh ta mới rời trường. À, đây là việc thứ tự xảy ra trước. Rồi.
Chúng ta ghi chú ba cái câu này vào trong student book của chúng ta nhé. Và ghi nhớ. Mọi thứ đã được thể hiện rất là rõ ràng ở trong cái mục Learn This. Chúng ta nếu như bạn nào chưa hiểu có thể xem lại mục Learn This để chúng ta xem thứ tự xảy ra của các thì nhé các bạn nhé. Ok, that's the end of exercise 4. Exercise number 5. Complete the sentences with the correct past simple, past continuous or past perfect form of the verbs in brackets. Ở bài tập số 5, chúng ta hoàn thành những câu này với hình thức quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hoặc quá khứ hoàn thành của những động từ ở trong hoạt đơn như sau. Chúng ta có các động từ trong hoạt đơn được thể hiện ra ở đây. Và nhiệm vụ chúng ta là đưa những cái động từ này về đúng cái dạng của nó. Remember, there are three options for you to choose. First option, past simple. Lựa chọn đầu tiên, chúng ta đưa về quá khứ đơn. Second option, past continuous. Chúng ta có quá khứ tiếp diễn. And the third option, past perfect, hoặc là quá khứ hoàn thành nhé. Một trong ba thì này. Just get a reference by look at the rules in the Learn This box. Chúng ta cứ tham khảo bằng cái khung Learn This box ở trong session book của chúng ta nhé. I'm giving you 2 minutes for this exercise and then I'll show you the answer. Chúng ta có 2 phút để làm bài này, sau đó thầy sẽ cho chúng ta xem đáp án nhé. Let's begin. Now, let's see the answer. Number one, we blah 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 move house a lot while I grow up. Rồi, xét về nghĩa, chúng tôi chuyển nhà rất nhiều trong khi tôi lớn lên. Vậy chúng ta có thấy rằng ở đây có một cái việc đang diễn ra và một cái việc mang tính cắt ngang. Let's see. We move and while I was growing up. Thầy chờ các em ha. Trong cái thời gian mà tôi lớn lên, đây là quá trình, vậy nó sẽ là quá khứ tiếp diễn, và cái việc chúng tôi chuyển nhà là những hành động single action, những cái hành động đơn lẻ mang tính cắt ngang. Number 2, after Joe blah 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 learned to drive, he buy a car. Sau khi Joe học lái xe, anh ta mua một chiếc xe. Vậy ở đây chúng ta có giới từ after, chúng ta nhớ nha, có thời gian after ở đây, sau khi. Vậy có lẽ chúng ta đang nhấn mạnh đến thứ tự trước sau đấy. Sau khi Joe học lái xe, anh ta mua một chiếc xe. Vậy, việc nào xảy ra trước, việc nào xảy ra sau? Chúng ta có. Rồi, việc học lái xe xảy ra trước, vậy sẽ là past perfect. Và he bought a car. Anh ta mua một chiếc xe, quá khứ đơn. Chúng ta nhớ nha, vì ở đây có giới từ thời gian after. Câu này có after, tức là nói về cái việc đó là thứ tự trước sau của sự vật, sự việc. Cho nên, chúng ta sẽ phải dùng quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành để giải quyết câu này. Number 3, George leaves school. George đã rời trường học. Go to university and study engineering. Chúng ta có đi học đại học và học ngành kỹ sư, cơ khí engineering. So, có thể thấy rằng ba cái việc này nhé nào. Rời trường nè, tiếp theo đi học kỹ sư, tiếp theo đi học đại học, tiếp theo học ngành kỹ sư. Vậy chúng ta thấy rằng ba việc này diễn ra theo thứ tự, tuần tự việc này xong đến việc khác. Rồi, vậy George left school. Vậy rõ ràng ba việc này sẽ triển khai theo ba cái động từ ở thì quá khứ đơn. Đầu tiên, rời trường. Sau đó, tiếp theo, đi học đại học. Tiếp theo đó, chúng ta học kỹ sư. Ba việc này diễn ra tuần tự. Vậy, quá khứ đơn cho cả ba động từ này nhé. Number 4, my parents blah blah get engaged in 1990. Ba mẹ tôi đính hôn năm 1990. Họ yêu nhau. Fall in love 2 years before. Họ yêu nhau 2 năm trước đó. Trong khi họ làm việc ở London. Wow. This is a combination of tenses. Đây là sự kết hợp của nhiều thì với nhau đây. Đầu tiên, đây là một thì sử dụng câu đầu tiên đi. Bố mẹ đính hôn vào năm 1990. Chúng ta có thời gian cụ thể này. This is a past time. Đây là một thời gian cụ thể vào năm 1990. Tức là đây là một giai đoạn cụ thể đã xảy ra trong quá khứ. Một điểm thời gian rõ ràng trong quá khứ cụ thể. Vậy đó chính là dấu hiệu của thì quá khứ đơn got engaged. Và 2 years before, trước đó 2 năm chúng ta có giới từ thời gian ở đây ha, before giống như after hồi nãy ấy. Nếu vậy, trước đó 2 năm họ đã yêu nhau. Vậy cái việc trước khi đính hôn họ yêu nhau trước, vậy đính hôn quá khứ đơn, vậy trước đó phải là quá khứ hoàn thành had fallen.
họ đã yêu nhau 2 năm trước đó. Trong khi while focus on the conjunction, chúng ta chú ý liên từ while nghĩa là trong khi, và trong khi đó chính là quá trình, mà progress chính là quá khứ tiếp diễn. While they were working in London. Đó chính là đáp án của chúng ta cho bốn cái câu này. Hãy chú ý những cái thời gian, những cái tính từ thời gian, những cái liên từ, những cái năm mà thầy highlight ở các em nhé. Thầy có highlight, thầy có để chúng ta chú ý những cái điểm thời gian. Lý do mà chúng ta chọn được cái thì đấy là nhờ những cái liên từ thời gian đó, những cái giới từ đấy, những cái thời gian cụ thể đó nhé. Ok, that's the end of exercise 5. Let's continue. Exercise number 6. Complete the text with the past simple, past continuous or past perfect form of the verbs below. Bài tập số 6, chúng ta hoàn thành cái bài đọc này với thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn hay quá khứ hoàn thành của những động từ ở dưới đây. Be, become, die, get, live, life, meet, not stop, retire, say, work. Chúng ta có những động từ dưới đây. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ đưa về một trong ba thì sau. We have past simple, past continuous and past perfect. Okay. From the verbs below. Chúng ta dùng những cái động từ ở đây, chúng ta sẽ đưa về cái thì nào cho phù hợp và chúng ta sẽ chọn theo cái nghĩa phù hợp với lại cái nội dung của trong cái bài đọc của chúng ta. Okay. Choose the most suitable words and fill in the form. Fill in the blank with the correct form, okay? I'm giving you 4 minutes for this exercise. It's rather difficult. Please focus, everyone. Chúng ta có khoảng 4 phút. Bài này hơi khó. Chúng ta tập trung nhé. You have to identify the meaning and then find the correct word. Fill in the blank with the correct form. Hiểu nghĩa, chúng ta tìm từ phù hợp, chúng ta chuyển về đúng dạng rồi đưa vào chỗ trống. Let's begin. And now, let's go with the answer. Let's continue with the answer. Japan is a country with the most centenarian. Nhật Bản là quốc gia có số lượng người trên 100 tuổi nhiều nhất. Over 50,000. Hơn 50,000 người. Over 50,000. It is also where Jiroemon Kimura, the man with the longest lifespan ever. Đây cũng là nơi mà Jiroemon Kimura, người đàn ông, sống thọ nhất. Number one, chúng ta có từ born, được sinh ra đời. Vậy ở đây dùng bị động, chúng ta có be born and was born. Chúng ta lấy một chữ be, chúng ta đưa was vào đây. Okay. Chữ nào đã sử dụng thầy sẽ highlight lên để chúng ta biết là chúng ta đã dùng rồi nhé. Was born in 1897, năm 1897. Kimura, blah blah blah, school at 14. Kimura như thế nào đó với trường học đây? Chúng ta có động từ left school. Ông rời trường vào tuổi 14. He left school at 14. Ở độ tuổi 14, ông rời trường. Và đây chính là live. Đó, đây chính là live và biến thành left. Chúng ta đưa vào đây. And a job. Và ông ấy công việc in a post office ở bưu điện. Vậy ông sẽ làm gì đây? Chúng ta có đáp án chúng ta là got a job. Chính xác, chúng ta có sẽ get, động từ get và dùng quá khứ got. He got a job in a post office. Ông có công việc ở bưu điện. While he, trong khi ông ấy there. Vậy chắc là làm việc rồi. While he, trong khi ông ấy đang làm việc. Chúng ta có was working vì có chữ while. Rồi, trong khi ông ấy đang làm việc ở đó. He, his future wife, yay. Dây, ông đã gì đó với người vợ tương lai của mình. Dây, vậy đây chắc là gặp. He met. He met. Đúng rồi. Ở đây từ meet được thể hiện thành quá khứ đơn. Ông ấy đã gặp người vợ tương lai dây của mình. He postal worker for 45 years. Ông ấy nhân viên bưu điện. Ông ấy là gì nhân viên bưu điện cho trong 45 năm. Khi mà ông ấy như thế nào đó vào năm 1962. Ở đây chúng ta có hai cái thời gian, đầu tiên là khoảng thời gian 45 năm. Chúng ta có for 45 years, thường sẽ liên quan đến perfect đây, khoảng thời gian từ đó đến hiện tại, từ đó đến giờ. Khi ông ấy gì đó vào năm 1962. Vậy, ở đây đáp án của chúng ta sẽ là had been và retire.
Ông ấy đã là một nhân viên bưu điện được 45 năm. Chữ be thứ hai của chúng ta has been. Chữ be thứ hai chuyển thành has been do nó chính là quá khứ hoàn thành. Và khi ông ấy về hưu vào năm 1962, vào năm 1962 thời gian cụ thể. Vậy chữ retire ở đây chính là quá khứ đơn nhé. When he retired in 1962, but he, nhưng ông ấy như thế nào? Ông ấy về hưu nhưng mà, vậy đây có lẽ là not stop, phải đúng không nha? Ông ấy vẫn không ngừng, đúng rồi, but he didn't stop working. Việc này kể lại quá khứ đơn, he didn't stop. À, ông ấy không ngừng làm việc. He, ông ấy lại làm gì đây? Farmer, ông ấy lại là nông dân. Vậy là he became, đúng rồi, ông ấy trở thành nông dân. He became a farmer. Đó là quá khứ của become. Ông ấy trở thành nông dân trong một cái cuộc phỏng vấn trước khi gì đó at the age of 116, trước khi ông ấy qua đời, before he died, trước khi ông ấy mất, ông ấy qua đời vào năm 1000, vào độ tuổi 116. He said, ông ấy nói rằng he wasn't sure why he, ông ấy cũng không biết rằng, không chắc rằng tại sao mà ông ấy so long, rất là lâu. Nếu vậy đáp án chúng ta sẽ là had lived. Không biết tại sao từ đó đến giờ ông ấy lại sống lâu đến thế. Từ trước đến đấy, từ trước đó đến lúc đó ông ấy lại sống lâu đến như vậy. Có lẽ là nhờ vào mặt trời đấy. Maybe it's thanks to the sun. Ông ấy có lẽ nhờ vào mặt trời. Ông ấy nói he said. Đây chính là quá khứ đơn. He said. Đó. Có lẽ là nhờ vào mặt trời đấy. Ông ấy nói tôi luôn luôn looking up to the sky. Tôi luôn luôn. Chúng ta có look up to là chúng ta tôn thờ, chúng ta ngưỡng mộ. Tôi luôn luôn kính ngưỡng mặt trời mà. Look up to. Tôi luôn luôn tôn thờ mặt trời. That is the end of exercise 6. Let's continue with the last exercise, exercise 7. This is the production period of your study. Đây chính là cái quá trình mà các em phải đưa ra thành phẩm nha các em nha. Speaking. Ở phần này các em sẽ nói tell the class about a real or invented person. Chúng ta sẽ nói về một người có thật hoặc là chúng ta tưởng tượng ra from a previous generation. À, từ thế hệ trước của chúng ta. For example, a parents, grandparents use the headings below and make use of past tenses. Chúng ta sử dụng những cái tiêu đề dưới đây. Và chúng ta có thể sử dụng những cái thì quá khứ. There are seven headings here. Jobs, nghề gì nè. Cái người trong quá khứ mà chúng ta đang nói đến, chúng ta đang đề cập đến làm nghề gì. Married, là có kết hôn hay không. Family, gia đình như thế nào. Moved, là có chuyển chỗ ở như thế nào không. Education, giáo dục như thế nào. Born when and where. All the interesting facts, hay là những còn những cái sự thật thú vị nào nữa không. And don't forget to express the headings, express your information using the past tense. Nhớ nha, chúng ta dùng những cái thì quá khứ đơn như thế này. Các em nhé. I'm giving you 4 minutes for this activity and then I'm calling some of you to stand in front of the class and express your idea. Thầy sẽ cho chúng ta 4 phút để chuẩn bị, sau đó thầy sẽ gọi một số bạn bất kỳ chúng ta lên trước lớp để chúng ta bày tỏ cái ý tưởng của mình nhé các em nhé. Now I am going to give you a sample presentation of mine. Bây giờ thầy sẽ cho chúng ta xem một cái đoạn giới thiệu, một cái bài thuyết trình mẫu của thầy. The content is telling the class about a real person from a previous generation. Chúng ta sẽ nói đến một cái người đã xuất hiện ở trong cái thế hệ trước và chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn để diễn diễn đạt điều đó theo những cái headings mà chúng ta đã được cho ở trong cái bài tập số 7 này. Look at the screen, everybody. There's a girl and a man, right? The girl is going to introduce a man. So what is their relation? Yes, her grandfather. Okay. Đây chính là ông của cô bé. Hello, everybody. Allow me to introduce my grandfather. His name is Carlos. He was born in 1950 in Brazil. In his teens, he was excellent at math and science. In 1975, he and his family emigrated to France and went to University of Paris. After graduation, he met my grandmother while she was working at a flower shop.
and they fell in love. They soon started a family after my granddad had gotten the first job as a computer scientist. He had been 70 when he died in 2020 or 2020. He has good sense of humor, responsibility and generosity. We love him very much. Đây chính là cái đoạn giới thiệu mà thầy muốn làm mẫu cho các em chúng ta. À. Đầu tiên, xin chào tất cả mọi người. Cho phép tôi giới thiệu ông của tôi. À, ông là tên là Carlos. His name is Carlos. À, ông được sinh ra ở Brazil vào năm 1950. He was born in 1950 in Brazil. À, in his teens, chúng ta có thấy đây là cái cụm mà ở phần vocabulary chúng ta đã được học nè, thấy không? Ở trong cái giai đoạn tuổi teen, ở thời niên thiếu của ông, in his teens. À, he was excellent at math and science. Ở trong giai đoạn tuổi teen, ông rất là giỏi ở môn toán và môn khoa học. In 1975, he and his family emigrated to France and went to University of Paris. Vào năm 1975, ông và gia đình chúng ta có một cái động từ emigrated, chúng ta đi định cư đến Pháp và đến trường Đại học Paris. After graduation, he met my grandmother while she was working as a flower shop and they fell in love. Sau khi ông tốt nghiệp, after graduation, ông đã gặp bà tôi khi mà bà đang làm việc ở một cửa hàng bán hoa và họ đã yêu nhau. They soon started a family. Một cái cụm khác này, chúng ta có bắt đầu một gia đình, à, bắt đầu kết hôn, cưới vợ, sinh con. À, bắt đầu kết hôn và sinh con. Sau khi mà my granddad ở đây chính là grandfather đó ha. Sau khi mà ông có được cái công việc đầu tiên, got the first job. Đó, chúng ta lại có một cái cụm nữa ha, got the first job. Đó, get the first job, có được công việc đầu tiên. As a computer scientist, với công việc đó là nhà khoa học máy tính. Ông đã được 70 tuổi, he had been 70 when he died in 2020. Ông đã được 70 tuổi khi ông qua đời vào năm 2020. He has good sense of humor, responsibility and generosity. We love him very much. Ông có gì đây? Sense of humor, tức là ông có khiếu hài hước này. Ông có tinh thần trách nhiệm, responsibility and generosity, là ông có cái tính rộng lượng ha. Ông rất là rộng lượng, rất là rộng rãi. Chúng tôi rất là yêu ông. We love him very much. Đó. Chúng ta có thể thấy, có thể vận dụng được những cái cụm từ mình đã được học ở trong cái phần vocabulary để chúng ta đưa vào cái bài giới thiệu này. À, và bây giờ thầy sẽ nói đến cái thì, những cái cách mà chúng ta triển khai những cái thì quá khứ ở trong cái bài này. Đầu tiên, chúng ta có những cái việc mà diễn ra trong quá khứ có thời gian cụ thể thì chúng ta cứ dùng quá khứ đơn thôi. He was born here. I'm using the different color. Thầy sẽ dùng màu khác nha. Let's go with the blue. He was born. Đó, thấy không? Những cái việc dùng quá khứ đơn thuần, chúng ta cứ thời gian cụ thể quá khứ, chúng ta cứ quá khứ đơn thôi. He was excellent at math and science. Đó, trong cái giai đoạn thời niên thiếu thì ông rất là giỏi môn toán, môn khoa học. Was excellent. Rồi, chúng ta có động từ emigrated nè, quá khứ đơn nè. Về thời gian cụ thể là năm 1975. À. Rồi, ở đây chúng ta có hai việc diễn ra theo tuần tự thời gian, thấy không? Đi định cư đến Pháp và đi đến trường đại học Paris. Ở đây chúng ta có emigrated và went. À, mấy bạn thấy hai cái từ này không? Việc này xong, đến việc kia ngay lập tức. Emigrated và went. Sau khi tốt nghiệp, ông gặp bà tôi. Ở đây chúng ta có một việc đang diễn ra nè, khi bà đang làm việc, was working at a flower shop. Thấy chưa? Bà đang làm việc thì ông đã gặp bà. Đó, tức là cái quá trình đang diễn ra trong khi bà đang làm việc ở tiệm hoa ha, ở tiệm bán hoa thì bà đã gặp ông. Rồi sau đó chúng ta có một cái việc diễn ra theo tuần tự là ông gặp bà rồi họ yêu nhau, they fell in love. À. Rồi, câu tiếp theo, họ đã bắt đầu gia đình sau khi ông có được công việc đầu tiên, had gotten the first job. Ở đây chúng ta có việc ông có công việc trước rồi sau đó họ mới lập gia đình, thấy chưa? Vậy khi ông có được công việc đầu tiên, chúng ta có thể hiện bằng thì quá khứ hoàn thành. Cái việc đó diễn ra trước việc lập gia đình, thì started a family, quá khứ đơn. Đó, à. Và khi mà ông mất vào năm 2020, tính đến thời điểm ông mất thì ông đã được 70 tuổi, tức là việc xảy ra trước chúng ta sẽ dùng had been 70. À. Đó, chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành và he died, đây là quá khứ đơn. À, câu ở dưới thì đây là những cái đức tính của ông. Đây là present state, những tình trạng hiện tại. Tức là ông là người có những đức tính như thế nên chúng ta sẽ thể hiện bằng thì hiện tại đơn bình thường. We love him very much. Và rõ ràng thực tại là chúng tôi cũng rất yêu ông. Đó, đây chính là cái cách mà chúng ta thể hiện cái bài tập số 7 này. À,
You can take it as a reference and try to make your own presentation. Có thể lấy cái bài này làm tham khảo và cố gắng tạo ra một cái bài nói của chúng ta. Sử dụng những cái headings, những cái gợi ý đã được cho ở trên kia. Và chúng ta nhớ là sử dụng thì quá khứ đơn cho phù hợp. So that is the end of my presentation. I hope you learned something new today. Bài giới thiệu, cái bài video giảng dạy của thầy, cái chủ điểm quá khứ, past tense ngày hôm nay đã kết thúc. Thì thầy rất là vui vì sau cái bài học này chúng ta đã học thêm được nhiều cái điều mới. Ok, see you again. Hẹn gặp lại các em trong những cái chương trình tiếp theo. Goodbye.